Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện tình báo ngày hôm nay, truyện tình báo xin gửi đến toàn thể các bạn một tác phẩm truyện tình báo rất hay và ý nghĩa của tác giả đại tá nhà văn Nguyễn Trần Thiết viết về Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá tổng tham mưu trưởng cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người đã tác động để Tổng thống Dương Văn Minh sớm đi đến quyết định kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa bùng vũ khí trước sức tấn công của quân giải phóng miền Nam vào cuối tháng 4 năm 1975, chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam. Sau này, người ta được biết rằng ông chính là một tình báo viên được ta móc nối từ những năm 1963 và nuôi suốt 12 năm để dùng anh chỉ huy toàn bộ quân ngụy trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 năm 1975. Một câu chuyện rất ly kỳ, hấp dẫn, có nhiều bí mật được lần đầu công bố được dư luận Mỹ đánh giá là tình báo Việt Nam giỏi nhất thế giới. Ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với tác phẩm Viên chuẩn tướng. Phần 1. 12 giờ 12 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi đến trước dinh độc lập nhờ tấm thẻ nhà báo và giấy giới, giới thiệu là phóng viên của mặt trận báo quân đội nhân dân Tôi được phép vào phòng phỏng vấn các thành viên trong nội các Dương Văn Minh. Ngồi trong phòng khanh tiết, có khoảng hơn bốn 40 người, trừ Tổng thống Dương Văn Minh, Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu ngồi chung trên một chiếc ghế sa lông dài bọc nhung. Những người còn lại ngồi riêng mỗi người một ghế tựa không có bàn. Xếp theo hình chữ nhật. Vì là phóng viên quân sự, tôi chú ý đến nhân vật đặc biệt và duy nhất mặc quân phục, đèo lòn cấp tướng, chạc 50 tuổi, mặt vuông, da ngâm đen, lông mày rậm và đặc biệt có cặp mắt sáng. Cũng như những người khác, ông ta ngồi im, từ lự, không nhìn vào đâu, nhưng thực sự đang quan sát mọi diễn biến xảy ra ở trong phòng. Tôi đi về phía viên tướng. Hình như bộ quân phục quá chật so với vóc người của ông. Không hiểu sao trên nắp túi quân phục của viên tướng này không có tấm biển ghi tên như những chỉ quan khác, mà ông lại không đội mũ nữa. Sao ông ta không thay thường phục Đến giây phút này Mà còn mặc quân phục đó để làm gì Tôi lại gần và hỏi Ông tên là gì Theo phản ứng tự nhiên của người lính Hoặc vì lịch sự Trước một sĩ quan của đội quân chiến thắng Ông ta đứng dậy trả lời Thưa tôi là chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh Ông đi lính năm nào Năm 1946 Chà Một nhân vật Tôi thoáng nghĩ Có tới 29 năm tuổi quân đã qua hết thời Pháp rồi Mỹ cho đến tận hôm nay. Tôi hỏi tiếp. Những ngày trước đây đơn vị ông đóng ở đâu? Tôi đã nghỉ hưu rồi. Về hưu sao ông còn có mặt tại đây? Tôi mới từ Cần Thơ lên Sài Gòn được 48 tiếng. Tôi làm phụ tá tổng tham mưu trưởng. Tôi hơi ngỡ ngàng vì trong quân đội chúng ta không có chức phụ tá. Tôi hỏi cho rõ thêm. Phụ tá có nghĩa là trợ lý phải không? Thưa không phải như vậy. Theo tổ chức của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì có Tổng Tham Mưu Trưởng, Đại tướng Tổng Tham Mưu Trưởng, Cao Văn Viên di tản rồi. Trung tướng Đồng Văn Khuyên lên thay thế. Khi ông Khuyên rời khỏi nhiệm sở, Tổng thống Dương Văn Minh chỉ định Trung tướng Vĩnh Lộc vào chức vụ đó và tôi làm phụ tá. Như vậy có nghĩa là ông giữ cương vị Tổng Tham Mưu Phó. Thưa ông, nếu hiểu như vậy thì cũng đúng và cũng chưa thật đúng. Sao lại như vậy? ông có thể nói rõ hơn quân lực việt nam cộng hòa chúng tôi có chức tổng tham mưu phó chức phụ tá tổng tham mưu trưởng và chức tham mưu trưởng liên quân vì quân lực chúng tôi chỉ có một tổng tham mưu phó chức này thường bỏ trống nên người phụ tá thường làm nhiệm vụ của tổng tham mưu phó khi trung tướng vĩnh lộc không có mặt ở bộ tổng tham mưu tôi có toàn quyền hành động như một tổng tham mưu trưởng tôi nhấn mạnh nghĩa là ra lệnh cho quân Sài Gòn đầu hàng. Nét mặt của Nguyễn Hiếu Hạnh thoáng tươi hơn. Ông nói: "Thưa ông, chính tôi tự thảo lệnh và đã đọc trên đài phát thanh. Thế là thế nào nhỉ? Một viên tướng với danh nghĩa là người chỉ huy cao nhất của quân đội Sài Gòn lại giới thiệu với các lệnh đầu hàng của mình. Tuy băn khoăn nhưng tôi không dừng lại lâu với Nguyễn Hiếu Hạnh. Tôi còn có trách nhiệm ghi ý kiến của tổng thống, phó tổng thống." thủ tướng và các bộ trưởng thứ trưởng của chính quyền Sài Gòn trong giờ phút lịch sử này để loan báo cho bạn đọc quân đội nhân dân biết về sự kiện vĩ đại của dân tộc ta. Ngày 30 tháng 4 năm 1985, tôi trở lại địa điểm cũ để dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng thành phố. Vì đã đọc được bài viết của tôi đăng trong tập 30 tháng 4, anh Bảy Dự và anh Sáu Vũ hỏi tôi. Nhà văn có muốn gặp lại nhân vật của mình là chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh không? Tôi sửng sốt. Ông Hạnh đi cải tạo về rồi à? Ông ấy hiện ở trong thành phố. Anh Nguyễn Hữu Hạnh là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có tinh thần dân tộc, ban binh vận đã móc nối. Tôi ngạc nhiên hết sức. Thế vậy, anh Bảy Dự giải thích thêm. Anh Hạnh đã từng là sĩ quan chống cộng thực sự. Ban binh vận Trung ương Cục và ban binh vận Sài Gòn Gia Định đã có quan hệ với anh Hạnh và đã tranh thủ được anh. Anh Sáu Vũ bổ sung. Công phu lắm anh ơi. Chúng tôi chọn Nguyễn Hữu Hạnh vào khoảng những năm 1963-1964 khi mà ý thức hệ chống cộng của anh có dấu hiệu chuyển biến và tinh thần dân tộc của anh được bộc lộ. Chúng tôi đã chăm sóc cái cây Nguyễn Hữu Hạnh hơn một chục năm trời mới hái được một đợt quả trong ngày 29 và ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi gặp anh Hạnh được không các anh? bất cứ người công dân nào của thành phố này muốn tiếp xúc với anh hạnh cũng được nhưng muốn anh ấy trình bày lại những việc đã làm thì phải xin ý kiến của thường vụ thành ủy và các anh trực tiếp chỉ đạo công tác này đặc biệt là anh út tức là đồng chí nguyễn văn linh nguyên phó bí thư trung ương cục miền nam đảng cộng sản việt nam từ thành ủy cho phép tôi đã làm việc nhiều ngày với nguyễn hữu hạnh trong thời gian đó tôi đã đọc được những dòng chữ do chính tại anh viết Tôi đã từng chống cộng và đã nghe anh nói không chỉ một lần câu. Đã có một thời tôi là sĩ quan chống cộng sản. Tôi muốn lý giải vì sao, động cơ gì thúc đẩy và nguyên nhân nào đã giúp anh hạnh chuyển đổi từ một người chống cộng sản đến chỗ có cảm tình và ủng hộ Việt cộng. Đây là khoảng thời gian dài diễn ra không phải trong vòng từ năm 1963 đến 1975 mà là cả một quá trình đến ngày lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Trong đó có công lao không nhỏ của các cán bộ làm công tác binh vận. Vì chuyện này xảy ra chủ yếu từ năm 1963 đến năm 1975, những đồng chí chỉ đạo công tác này thay đổi luôn nên tác giả xin phép độc giả có một quy ước riêng. Trong chuyện này, tác giả xin dùng từ tôi để chỉ những đồng chí nối tiếp nhau làm trưởng ban binh vận đặc khu Sài Gòn gia định và những đồng chí chỉ đạo hoặc là trưởng phó ban binh vận trung ương cục để tiện việc giao dịch tiếp xúc với các nhân vật khác ở trong chuyện tác giả đề nghị độc giả cũng hiểu tôi là bác út chú út hay anh út xin mời các bạn cùng tôi vào câu chuyện nguyễn hữu hạnh xem đồng hồ còn 10 phút xe mới tới đón anh anh còn dư thời gian để chuẩn bị anh cần mang theo tài liệu gì Hay không mang theo giấy tờ nào cả Anh tin và với trí nhớ của mình Anh đủ sức trả lời Các câu hỏi mà người nghe muốn tìm hiểu Và tại sao đại tá Tư lệnh Dương Văn Minh Không trực tiếp báo cáo tình hình Với thủ tướng Ngô Đình diệu Mà lại giao cho anh Anh không mảy may nghĩ xấu về Dương Văn Minh Tháng 4 năm 1946 Sau ngày nhầm ngũ Bình nhì Nguyễn Hữu Hạnh về làm văn phòng trong đại đội của thiếu úy dương văn minh từ ngày đó minh đã xem hạnh như em út và hạnh luôn tôn trọng minh suy tôn minh làm sư phụ nhờ ông minh che chở sau khi nhận lon trung sĩ nguyễn hữu hạnh đã giữ chức kế toán trưởng mà người pháp thường gọi là xếp công tác rời đại đội này hạnh đi học trường võ bị và sau khi tốt nghiệp được nhận lon thiếu úy cùng một khóa với nguyễn chánh thi cao văn viên những năm dưới thời Pháp, Hạnh được lên lon liên tục. Cuối năm 1954, sau khi tốt nghiệp khóa liên đoàn trưởng, liên đoàn lưu động tại Hà Nội, Nguyễn Hữu Hạnh được điều động làm trung đoàn phó trung đoàn 11 và tiếp nhận làm chỉ huy trưởng tiểu khu Long Xuyên do người Pháp bàn giao lại. Đầu năm 1955, Đại tá Dương Văn Minh được Ngô Đình Diệm giao lãnh chức tư lệnh phân khu Sài Gòn chợ lớn gồm rừng xác chợ lớn gia định tây ninh và thành phố sài gòn dương văn minh lại chọn hạnh làm tham mưu trưởng phân khu hạnh chấp nhận ngay về với thầy cũ lại giữ cương vị cao để có điều kiện thi thố tài năng là điều hạnh đang mong ước ông minh đã chú ý đào tạo hạnh trở thành một sĩ quan tham mưu có bản lĩnh hạnh có trí nhớ tốt cách làm việc khoa học tài liệu được ghi chép gọn mạch lạc khúc chiết dễ tìm dễ thấy là tham mưu trưởng dưới quyền mình có cả vạn quân với nhiều trung đoàn tiểu đoàn đại đội độc lập ở các binh chủng pháo binh công binh bộ binh xe tăng lính dù biệt kích thủy quân lục chiến nguyễn hữu hạnh tự ra lệnh cho mình là phải nắm vững tất cả ông minh rất tin tưởng hạnh vì lý do đó ông chỉ định hạnh thay mặt cho tư lệnh vào dinh độc lập cũ báo cáo trực tiếp với Thủ tướng Ngô Đình Diệm những điều mà Thủ tướng cần hỏi với những người khác. Đây quả là trò chơi giao hài lưỡi. Nào ai biết người đứng đầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa này cần cái gì? Nguyễn Hữu Hạnh không sợ điều đó chút nào. Anh tin là mình có đủ sức trả lời các câu hỏi. Tuy vậy, anh cũng đôi chút hồi hộp, chèn lẫn với tự hào thích thú. Không phải viên sĩ quan cấp tá nào cũng được trực tiếp gặp thủ tướng như anh. Mà vị thủ tướng đó lại là Ngô Đình Diệm, người mà anh tin tưởng, kính nể, khâm phục. Bạn anh, thiếu tá Đỗ Mậu đã kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện hay, tới mức như huyền thoại về Ngô Đình Diệm. Nào ông Diệm đủ sức làm việc 18-20 giờ mỗi ngày. Nào là ông Diệm bận lo việc nước đến nỗi, quên cả lấy vợ. Mặc dù hồi đó, ở miền Nam này không ít lời đồn đại về quan hệ nhập nhằng giữa thủ tướng Ngô Đình Diệm với cô em dâu xinh đẹp là Trần Lệ Xuân. Đã gần tới giờ hẹn, mặc một bộ quân phục kaki màu vàng đã được là thẳng nếp. Hạnh ngắm nhìn mình ở trong kính. Mới 29 tuổi đã đeo lon cấp tá, anh được liệt vào danh sách những sĩ quan trẻ có triển vọng. Anh và Dinh Độc Lập khá thuận lợi. Một trung úy đứng ở vọng gác, dơ tay chào anh khi anh xưng tên họ và lễ phép trả lời. Xin mời thiếu tá đi theo tôi. Viên trung úy đưa anh vào gian phòng lớn. Mời anh ngồi vào ghế salon, nhã nhặn báo cáo. Cảm phiền thiếu tá chờ cho một chút. Thủ tướng làm việc theo giờ và sẽ có mặt đúng theo đã hẹn. Nguyễn Hữu Hạnh đưa mắt nhìn căn phòng. Có một người nào đó đi đi lại lại ở phía xa. Người đó không nói, không mỉm cười, không gật đầu chào anh nhìn dáng thâm trầm và cặp mắt soi mói của người đó. Hạnh có cảm giác hắn đang sắm vai vệ sĩ tin cậy, nham hiểm và tận tụy với chủ nhân. Xong anh không thể đoán hắn là ai, hắn đang nhận phần việc gì ở đây. Trên thực tế, anh không mảy may biết đó là Ngô Đình Nhu, em ruột của Ngô Đình Nhiệm, kẻ thao túng và hoạch định cũng như điều hành mọi đường lối của chính phủ. Kia rồi, Nguyễn Y Hoạnh đã nhận ra Ngô Đình Diệm. Thủ tướng mặc bộ com lê trắng, thắt caravat đen, tóc trải ngược. Ông đi có một mình, không kèm theo tư ký hoặc sách theo cặp tài liệu. Hạnh đưa tay lên vành mũ trào. Thủ tướng chủ động đưa tay, bắt tay anh và sốt sắng. Mời ngồi, thiếu tá có nắm được vụ Thái Hoàng Minh không? Thiếu tá nói lại đi. Diệm không để mất thời giờ, ông chăm chú nghe chuyện về tên sĩ quan cao cấp của Bình Xuyên Xin được đưa lực lượng riêng của hắn Đến hàng chính phủ Diệm hỏi về trận chiến đấu Và chiến thắng quân Bình Xuyên Mà ông ta quan tâm Khi đã nắm được vấn đề Ông ta chủ động chấm dứt cuộc nói chuyện Bằng lời dặn Nhờ tổ chức tiếp thu đầu hàng Của Thái Hoàng Minh thật tốt Nếu đại tá Dương Văn Minh bận Chỉ huy chiến đấu Đích thân thiếu tá phải có mặt Để tiếp nhận đầu hàng Khi nào ông Minh ca khúc khải hoàn Tôi sẽ đến thăm các chiến sĩ tại rừng xác. Nguyễn Hữu Hạnh có ấn tượng rất tốt về người đứng đầu chính phủ. Anh báo cáo với đại tá tư lệnh Dương Văn Minh kèm theo nhận xét. Không hiểu sao tôi có cảm giác như thủ tướng chăm chú nhiều vào cách cầu vai quân phục của tôi. Tư lệnh Dương Văn Minh cười, nói ra cái điều mà Hạnh chưa biết. Ông Diệm rất ghét Pháp, ông chủ trương xóa bỏ mọi thứ của Pháp kể cả mẫu quân phục và những kiểu lon ở trên ve áo. Ít lâu sau, lời nhận xét của Đại tá Dương Văn Minh trở thành sự thật. Nguyễn Hữu Hạnh nhận bộ lon thiếu tá mới, một bông mai trắng kèm theo phù hiệu là cảnh trúc. Ông Diệm thầm thật, ông lấy điển tích của ông cha ta để chứng minh cho chủ ý của ông hôm nay. Về lý do tại sao lại chọn hoa mai, ông Diệm dẫn ra lời thơ của Cao Bá Quát bình sinh đô thủ bái hoa mai để chứng tỏ hoa mai tượng trưng cho kẻ sĩ còn cảnh trúc theo truyền thuyết thi trạng nguyên mạc định chi của nước ta đi sang xứ tàu một lần quan trạng đến chơi nhà viên tể tướng trông thấy bức trướng gấm có tiêu con chim sẻ đậu trên cảnh trúc rất sinh động mạc định chi nhầm tưởng con chim thật nên đã Dốn rén lại gần và vồ con chim Tể tướng nước tàu và các quan khách cười hô hố vì ông trạng Việt Nam đã bị lừa. Nhanh trí, Mạc Đĩnh Chi giật bức chướng xé làm đôi. Quan tể tướng tức giận vì mất bức thiêu quý. Ông ta vội ngậm bồ hòn làm ngọt, nở nụ cười khi nghe Mạc Đĩnh Chi giải thích: Tôi trộm nghĩ chúc là quân tử, xẻ là tiểu nhân. Nếu để kẻ tiểu nhân đứng trên quân tử là trái đạo, nên vì lợi ích của quý quốc. Tôi đã xé bức chướng Từ câu chuyện đó Ngô Đình Diệm chọn phù hiệu Cảnh trúc và hy vọng Mỗi người lính đặt dưới quyền ông ta Đều trở thành người quân tử Ngô Đình Diệm khá thâm hiểm Ông ta lợi dụng chất tinh túy Của dân tộc làm vật trang trí ngụy trang tô son chát phấn cho chế độ do ông ta cầm đầu qua mỗi sự kiện được chứng kiến nguyễn hữu hạnh càng thêm tín nhiệm thủ tướng ngô đình diệm Diệm chống cộng kịch liệt Còn anh Anh không thích hợp tác với cộng sản Như các sĩ quan trong quân đội Pháp Nguyễn Hữu Hạnh đã lo sợ Khi Điện Biên Phủ rơi vào tay Việt Minh Quân Pháp tua trận Vào ngày mùng 7 tháng 5 Năm 1954 Tuy vậy Anh cũng hài lòng Vì chiến tranh sắp kết thúc Người Việt Nam không bị chết chóc Vì bom đạn nữa Mặt khác anh khâm phục Những người chỉ huy chiến dịch đại tướng võ nguyên giáp là sĩ quan tham mưu nguyễn hữu hạnh bám sát từng diễn biến của trận đánh anh khâm phục tài kéo pháo vào kéo pháo ra đào hào đánh lẫn của đối phương để biên phủ đã nâng địa vị nước việt nam lên tầm cao lịch sử từ sau ngày tiếng súng im ắng ở khu vực này tuy nguyễn hữu hạnh ở trong phe chiến bại song anh vẫn tự hào hãnh diện khi người nước ngoài nhắc đến từ việt nam điện biên phủ anh là người Việt Nam. Nước Việt Nam từ chỗ nhỏ bé không có tên trên bản đồ thế giới. Giờ đây được nhiều người, nhiều nước trên thế giới biết đến. Theo tư liệu trên các báo hồi đó còn lưu trữ, thì sáng ngày hôm sau, ngày 8 tháng 5, Ngoại trưởng của năm Cường Quốc trên thế giới họp tại Geneva có thêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai miền của Việt Nam, đại diện cho bảo tại là ông Trần Văn Đỗ và người thay mặt cho chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng. Bộ trưởng Phạm Văn Đồng cùng phái đoàn bước vào họp, đầu ngẩng cao và một nụ cười tươi rói. Hiệp nghị Geneva quy định 2 năm sau, đúng vào tháng 7 năm 1956, người Việt Nam sẽ lựa chọn chính phủ của mình bằng lá phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử. Cuộc tổng tuyển cử này sẽ đặt dưới sự giám sát của Ủy ban quốc tế. Các bên hữu quan đều cam kết tôn trọng kết quả bầu cử, dù nó đưa lại việc hình thành một chính phủ xã hội chủ nghĩa hoặc một chính phủ ủng hộ một xã hội dựa vào chủ nghĩa tư bản. Không riêng Nguyễn Hữu Hạnh, mà tất cả mọi người, mọi chính khách thần Mỹ, thần Pháp hoặc bảo vệ hoàng tộc đều thừa nhận là cụ Hồ Chí Minh sẽ thắng cuộc. Tất nhiên, Ngô Đình Diệm càng hiểu rằng ông ta không phải là đối thủ của cụ Hồ, nên ông ta quyết tâm phá hoại Hiệp định Geneva Nguyễn Hữu Hạnh đồng ý với Diệm vì người đại diện cho Bảo Đại lúc đó là Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ không ký tên trong hiệp nghị nên Việt Nam Cộng hòa không bị ràng buộc với các điều khoản đã đưa ra. Trên thực tế, Nguyễn Hữu Hạnh không thích, không muốn và không tán thành đến những người cộng sản phía Bắc Vĩ tuyến 17 tự do vào nắm mọi quyền hành ở phía Nam này nếu kết quả bầu cử có lợi cho Cộng sản Bắc Việt. Hạnh có quan niệm riêng khi chiến tranh chấm dứt nợ máu sẽ dần dần đi vào trong quyền lãng ở miền bắc dựa vào viện trợ của nga xô và trung cộng để đưa đời sống nhân dân lên còn ở miền nam sẽ lo mọi viện trợ của mỹ và các nước tư bản khác học cách quản lý và tiếp thu những khoa học kỹ thuật của người mỹ kinh tế hai miền được nâng lên thì thống nhất đất nước nhưng trên thực tế hạnh không lường được những gì sắp xảy ra đã làm hạnh có nhiều suy tư về phía các lãnh tụ miền nam thì đã đi xa dần những mong muốn của hạnh như thiết lập ấp chiến lược mở chiến dịch tố cộng bỏ bom bừa bãi giết hại dân lành còn về phía mỹ thì dần dần nắm hết mọi quyền hành về chính trị kinh tế ngoại giao xã hội và quân đội hạnh nói tôi không muốn mỹ xâm lược nước tôi nhưng cần có viện trợ mỹ vì vậy nguyễn hữu hạnh ủng hộ ngô đình diệm trong chủ trương gạt bỏ mọi ảnh hưởng của người Pháp, đuổi Pháp rời khỏi Việt Nam. Hạnh rất phục diệm khi nghe những điều diệm nói. Người Mỹ không tin quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Người Mỹ cho rằng chỉ có quân đội Pháp mới đủ sức mạnh. Nhưng chính các bạn, những người lính của Việt Nam Cộng Hòa đã cho Mỹ và Pháp câu trả lời. Năm 1957, Hạnh theo dõi sát sao chuyến đi của Tổng thống Ngô Đình Diệm sang thăm chính thức nước Mỹ. Chà, Vinh dự cho Việt Nam Cộng Hòa mình quá Làm ra vẻ dân chủ bình đẳng Chính Tổng thống Eisenhower của Mỹ Ra tận thang máy bay để đón Diệm Lại còn chuyện Tổng thống Ngô Đình Diệm Lên diễn đàn Đọc diễn văn trước lưỡng viện Có vài trăm thượng và hạ nghị sĩ Mỹ chăm chú lắng nghe Và đây bài tường thuật của các báo Mỹ Về chân tướng một con người thần kỳ đành thép Đã từng bốc Diệm lên tận mây xanh Đặc biệt, trong chuyến Ngô Đình Diệm ghé Niệu Ước, viên thị trưởng của thành phố này đã ca ngợi hết lời Tổng thống Ngô Đình Diệm là một con người mà lịch sử có thể đánh giá như là một trong những nhân vật vĩ đại của thế kỷ 20. Tất cả những điều đó đến với Nguyễn Hữu Hạnh càng gắn hạnh và chế độ Việt Nam Cộng Hòa và càng củng cố quyết tâm chống cộng của anh hơn để đào tạo anh thành con người trung thành với quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hạnh được chỉ định đi học quá chỉ huy tham mưu cấp cao tại Fort Lee thuộc bang Kansas thời hạn một năm vào niên khóa 1958-1959 những ngày ở Mỹ Các sĩ quan cấp tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất được yêu ái vào thời điểm này Nguyễn Hữu Hạnh tự thấy mình quá ư đầy đủ anh không nghi ngờ lòng tốt của người Mỹ Mỹ đã bỏ ra ít nhất mỗi năm 250 triệu đô viện trợ kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa và dùng ngân sách quốc phòng chi viện hàng trăm triệu đô để xây dựng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cung cấp cho lính Việt súng, xe tăng, máy bay, tàu chiến. Giờ đây, chính phủ Mỹ lại nhận đào tạo huấn luyện gần như toàn bộ sĩ quan cấp tá và nhiều sĩ quan cấp úy của Việt Nam. Mãi sau này, khi đã nhìn rõ thực thật, Nguyễn Yêu Hạnh mới thấy rõ thâm ý của Mỹ Mỹ muốn đào tạo cả hệ thống sĩ quan quân đội Sài Gòn có lối sống Mỹ và quan trọng hơn cả là tất cả các sĩ quan đó đều tôn trọng phục tùng thầy hiệu trưởng là Trung tướng Macca. Khi người Mỹ cử viên tướng này sang miền Nam, nghiễm nhiên là thầy học của gần hết các trung tá miền Nam. Cuối năm 1959, Nguyễn Hiếu Hạnh trở về nước, anh nhận chức trưởng phòng 2 Bộ Tư lệnh Hành quân loại lộ quân dã chiến của Dương Văn Minh. Anh không thể rời thầy cũ của mình, mặc dù bạn bè đã dỉ tai anh là ông Minh không được Tổng thống Diệm tin tưởng nữa. Năm 1962, ông Minh được Diệm giao giữ chức cố vấn nhưng để phân biệt với người có thực quyền, người được tin cậy là Ngô Đình Nhu. Người ta từng chua chát gọi Nhu là cố nội, coi việc bên trong, còn Minh là cố ngoại, lo góp ý về những việc vặt ngoài rìa. Vào thời điểm này, những tham vọng của Ngô Đình Diệm bộc lộ quá rõ. Về một khía cạnh nào đó, có thể nói rằng Tổng thống họ Ngô đã góp phần củng cố thêm lập trường chống cộng của Nguyễn Hữu Hạnh. Và cũng chính Diệm là kẻ đã có công đẩy Hạnh nhích dần sang hàng ngũ của những người thân cộng sản. Điều đó xảy ra từ cuối năm 1955. Nhưng hồi đó vì Nguyễn Hữu Hạnh còn quá tin Diệm nên chưa có thời gian nghiền ngẫm. Sau chiến thắng Bình Xuyên Ngô Đình Diệm ra lệnh tổ chức cuộc diễu hành Toàn quân chiến thắng ở Sài Gòn Để phô trương thanh thế Để cho Mỹ, Pháp và các nhà báo nước ngoài Hiểu rằng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đủ sức mạnh Để làm nên chiến thắng Mà người Pháp, người Mỹ Chưa dễ gì làm nổi Ngô Đình Diệm đã đạt được mục đích Đã thu được thắng lợi Cả ở trong nước lẫn nước ngoài Có tờ báo đã tán dương ông ta Tầng bốc ông ta như người của Thượng Đế sai xuống hạ giới để cứu vớt chúng sinh, vượt qua khổ ải. Tuy nhiên, Ngô Đình Diệm có điểm chưa hài lòng vì dân chúng ngưỡng mộ Dương Văn Minh nhiều hơn. Không riêng gì Diệm và phe cánh của ông ta mà những người ủng hộ Minh trong đó có Nguyễn Hữu Hạnh đã chứng kiến cảnh đó. Trong nhiều cuộc diễu hành hoặc ra mắt tiếp theo, dân chúng dành những tràng vỗ tay dài hơn, những tiếng reo hò nồng nhiệt hơn cho vị nguyên tư lệnh chiến dịch rừng xác Hoàng Diệu so với Tổng thống hạnh nghĩ rằng đây sẽ là công bằng là phần thưởng xứng đáng cho viên tướng thắng trận nhưng diệm không chịu được khi ở dưới quyền ông ta cai trị lại có ai đó cao hơn ông ta một cái đầu ngay từ giây phút đó diệm đã nuôi ý đồ hạm vệ dương văn minh nhưng vẫn buộc phải giao cho dương văn minh làm tư lệnh chiến dịch nguyễn huệ nhằm trừng phạt giáo phái hòa hảo do ba cụt và trần văn soái làm thủ lĩnh diệm dùng minh để củng cố thêm chiếc ghế tổng thống mà ông ta mới nhận song vẫn luôn giải trường mình tìm cách giảm uy tín của mình thời kỳ này dương văn minh chưa chống diệm do đố kỵ do muốn làm bá chủ nên diệm tỏ thái độ hàn học với dương văn minh đẩy minh phải chống trả làm cho mâu thuẫn giữa đôi bên ngày càng trở nên đối kháng gay gắt hơn diệp mai đã đến với ngô đình diệm Ba cụt bị đồn báo an bắt không chậm trễ diệm cho tổ chức của họp báo ở sài gòn trước đông đủ các nhà báo ở trong nước và nước ngoài đại tá trần vĩnh đắc giám đốc bảo an đã lên tường trình chiến công của những người lính của ông ta đã bắt được thủ lĩnh hòa hảo ra sao để chứng minh cho lời nói của mình đại tá trần vĩnh đắc còn trưng ra sơ đồ chỉ rõ địa điểm tên những quân nhân đã bắt ba cột ở trong trại giam của bảo an cuộc họp báo của trần vĩnh đắc đã làm tư lệnh dương văn minh và những người binh lính dưới quyền của ông tham gia chiến dịch nguyễn huệ phẫn nộ không xin ý kiến của ngô đình diệm dương văn minh tổ chức họp báo tại long xuyên là người trực tiếp chỉ huy chiến dịch nguyễn huệ dương văn minh có nhiều nhân chứng sống để thuyết phục trước hết là phái đoàn đàm phán với ba cụt người cầm đầu phái đoàn này là nguyễn ngọc thơ sau làm phó tổng thống cho diệm và hai thành viên trung tá Lâm Ngọc Huấn, tránh văn phòng của Dương Văn Minh và Nguyễn Hữu Hạnh. Nguyễn Ngọc Thơ lúc đó đang là đại sứ của Diệm tại Nhật vì quê ở Long Xuyên. Ông có ảnh hưởng lớn với các tín đồ theo đạo hòa hảo và vì ông là bạn rất thân Dương Văn Minh nên ông tình nguyện dấn thân vào cuộc mạo hiểm. Theo quy ước do đôi bên đã thỏa thuận, không bên nào tổ chức hành quân trong phạm vi 2 km tính từ điểm đàm phán là Tiên Phước thuộc huyện Thân Châu và những người đại diện của Dương Văn Minh sẽ đến Đại Bản Doanh của Ba Cụt bằng tàu hải quân hoặc xuồng, không mang theo vũ khí. Nguyễn Hữu Hạnh nhớ dành giọt là chiếc tàu chiến LCVP của phái đoàn đàm phán không thể đậu sát bờ vì nước dòng. do đó tấm ván làm cầu không thể nối liền từ tàu và bờ được. Lúc đó hạnh rất khó xử, đây đâu phải là cuộc hành quân. Tôi hỏi anh phải nhảy ảo xuống Mặc cho quần áo Lấm đầy bùn đất Mà đây là cuộc thương lượng Anh cần giữ thế đĩnh đạc Của người đại diện quân đội quốc gia Ba cụt không muốn đùa dài nữa Vừa trông thấy Nguyễn Ngọc Thơ Vị thủ lĩnh hòa hảo Đã ra lệnh cho em út Tụi bay cõng mấy ông lên bờ Nguyễn Yêu Hạnh bắt tay ba cụt Nhìn bề ngoài Y không có dáng dấp của một tướng cướp Hoặc một tay anh chị trùm dao búa Ba Cụt nhỏ nhắn, Cụt mất một ngón tay. Và đàm phán, Ba Cụt đưa ra điều kiện tiên quyết. Ba Cụt xin theo chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, sẵn sàng bỏ giáo lại hàng, về với chính phủ. Nếu ông Diệm cho Ba Cụt chỉ huy hai sư đoàn cùng với quyền kiểm soát, không chỉ đất Long Xuyên mà cả miền Tây. Không ai có thể chấp nhận yêu cầu đó của Ba Cụt, vì làm như thế có nghĩa là đòi giao người, giao vũ khí cho kẻ thù đang ở thế thua trận. Nhận được báo cáo của đoàn đàm phán, tư lệnh Giang An Minh tin chắc rằng cuộc thương thuyết sẽ không thành công vì ba cụt đòi hỏi quá mức. Ông ra lệnh điều động một trung đoàn bộ binh đến án ngữ vùng Hồng Ngự thuộc Kiến Phong và chỉ thị cho thiếu tá Đỗ Kiến Nhiễu, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng An Giang, tăng cường lực lượng hành quân lùng sục những đường đi bắt buộc dẫn từ Trường Phước về rừng U Minh. Hành động quân sự của ông Minh ở cách xa điểm đàm phán là vùng Thường Phước nằm giữa quận Lỵ Tân Châu và biên giới Campuchia Việt Nam. Trên dưới 5 km nên không vi phạm những gì mà đôi bên đã thỏa thuận nhưng đã làm ba cụt lo sợ. Tiễn phái đoàn đàm phán của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về ba cụt ở vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Ông ta muốn dốc toàn bộ lực lượng hòa hảo tại chỗ chống lại quân chính phủ nhưng ông ta sợ bị thất trận không còn đường rút lui vì mọi cửa ngõ lọt qua biên giới sẽ bị đối phương chiếm đóng. Ba Cụt không có ý định ra lệnh cho quân Hòa Hảo rời bỏ vùng Thường Phước. Cách làm đó là dại dột vì rất dễ bị nướng quân trước đối phương hơn hẳn về hỏa lực, quân số và đã giàn thế trận sẵn sàng. Trước mắt, Ba Cụt quyết định một số quân bí mật rút ra khỏi khu Thường Phước. Đây là hành động mạo hiểm có tính toán khôn ngoan của người cầm đầu hòa hảo. Nếu ba cột trốn thoát, đối phương sẽ bị bất ngờ, sẽ không dám dốc toàn bộ lực lượng tiến công căn cứ thượng phước, vì họ vẫn tưởng ba cột đang là người chỉ huy cao nhất ở đấy. Trong thời gian đối phương chưa dám tung nổi quyết định và nếu ba cột đã lọt về hậu cứ U minh, ông ta sẽ củng cố lực lượng hòa hảo để phản công. Cuộc tấn công này do ba cột chủ động, vì ông ta giữ được bí mật bất ngờ nên phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về phía ông ta. Để thực hiện trót lọt kế hoạch của mình, ba cụt quyết định tung vào cuộc lá bài dự trữ, sử dụng tên tám sinh. Nhìn bên ngoài, tám sinh rất giống ba cụt, để đóng giả cụt khi cần thiết. Tám sinh đã tự nguyện chặt đi một ngón tay để được cụt giống anh ba. Nhiệm vụ của tám sinh là phải làm cách nào đó để đối phương bắt được. Khi bị bắt Tám sinh sẽ nhận mình là ba cụt Chừng một hai ngày sau Tám sinh phản cung Tự thú nhận mình là ba cụt giả Và khai với đối phương Là ba cụt thật vẫn chỉ huy căn cứ thường phước Ba cụt và chín tên đàn em Bí mật rời căn cứ thường phước Vào lúc nửa đêm Phát hiện có bóng thuyền lạ xuất hiện trên sông Quân lính của Nguyễn Giác Ngộ Thuộc phe cánh hòa hảo Đã nhắm bắn Để tránh đạn Ba cụt ra lệnh cho bơi thuyền ra giữa sông và tiếp đó núp thuyền vào phía bờ đối diện. Viên chỉ huy Hà Hạo không ngờ là con thuyền của ông ta đã lọt dưới tầm khống chế của đội quân tuần tra của đồn bảo an gần đó. Trước tình thế nguy hiểm và để tỏ ra tư thế của tướng Hòa Hảo, bà cụt ung dung bước lên bờ, đi thẳng lên đồn bảo an chắc cả đau, gặp tiểu đội bảo an và khi bị lộ là ba cụt thì ba cụt yêu cầu đồn trưởng đến thường thuyết cái lý do ba cụt đưa ra không sắc lắm vì có phái đoàn nào đi thường thuyết mà không báo trước và phái đoàn đó lại tới lúc nửa đêm ba cụt bị bắt những người đứng ra tổ chức cuộc họp báo tại sài gòn nhằm mục đích tranh công về cho lực lượng bảo an làm giảm sút tín nhiệm của dương văn minh nên không đả động gì đến đóng góp của những người cầm súng tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ và những ai đã bảy binh bố trận gây sức ép buộc Ba Cụt phải rời khỏi hang ổ. Tại cuộc họp báo ở Long Xuyên, Dương Văn Minh đã kể lại toàn bộ sự thật về Ba Cụt. Các nhà báo trong nước và nước ngoài đứng trước những bằng cớ không thể chối cãi được đều thừa nhận lẽ phải thuộc về phía ông Dương Văn Minh. Cuộc họp báo của ông Dương Văn Minh càng có tiếng vang lớn bao nhiêu Bằng chứng về một ba cột Đang có trong tay hùng hồn bao nhiêu Thì Trần Vĩnh Đắc Càng thất thế bấy nhiêu Những người ưa lẽ phải Đều tán thành Dương Văn Minh Nhưng Diệm đã không bằng lòng Và Dương Văn Minh bị bắt buộc Phải tuyên bố kết thúc chiến dịch Nguyễn Huệ Nguyễn Hữu Hạnh Là người trong cuộc Người đã tham gia chỉ huy Các cuộc tấn công vào Hòa Hảo Người đã tham gia phái đoàn Đàm phán nên anh rất không đồng tình với Ngô Đình Diệm. Ông ta muốn thâu tóm mọi quyền lực vào tay. Ông ta muốn tự tôn mình và buộc những người xung quanh phải thần phục mình. Cũng trong thời gian đó, Ngô Đình Diệm rất thích những trò suy tôn Ngô tổng thống. Và các buổi sáng thứ hai hàng tuần, học sinh, sinh viên, công chức, công nhân, quân đội đều buộc phải mặc quần áo chỉnh tề đến trường học, nhiệm sở, nhà máy. Sớm hơn thường lệ để chào cờ và hát bài nhớ công ơn ngô tổng thống. Lố bịch hơn nữa là trước lúc diễn kịch hay chiếu phim, nhân viên của dạp yêu cầu khán giả đứng dậy để chiêm ngưỡng hình ngô đình diệm và nghe dàn nhạc cử bài suy tôn ngô tổng thống. Sau bài quốc thiểu của việt nam cộng hòa, vì kỷ luật nhà binh nguyễn hữu hạnh buộc phải có mặt trong suốt thời gian chính quyền ngô đình diệm, anh chưa một lần hát cái bài mà anh không bằng lòng. Dương Văn Minh cũng rất đồng tình với Hạnh. Từ chỗ phục tùng Diệm mến mộ đã chuyển sang thái độ khinh thường và căm ghét. Khi Ngô Đình Diệm ban bố luật 10 năm 9 tàn bạo thì nỗi phẫn uất của anh càng dâng lên cao. Anh không có số liệu chính thức trong tay nhưng theo những tin tức mà bạn bè đã cung cấp Ngô Đình Diệm đã ra lệnh bắt và giết ít nhất vài trăm nghìn người, mong ta nghi là có dính líu với Việt Cộng hoặc là cộng sản nằm vùng. Trước đây, anh lầm tưởng là tổng thống cùng với anh đều là những người chống cộng. Nhưng bây giờ anh nghiệm rằng có nhiều loại người, nhiều kiểu chống cộng. Anh chống cộng trên ý thức hệ, anh muốn những người theo chủ nghĩa cộng sản ở miền Bắc cứ sống yên ổn trên mảnh đất của chính mình, biết cách làm ăn trong hòa bình và nhận viện trợ của đồng minh làm cho cuộc sống ngày một giàu mạnh thêm. Cứ để thực tế chứng minh người dân sẽ theo ai lo cho dân. Tổng thống Ngô Đình Diệm hoàn toàn hiểu và làm khác hẳn những quan niệm của anh. Diệm muốn mọi người dân phải thuần phục ông ta. Ai chống đối sẽ bị loại bỏ, bắt tù, bị giết. Được Ngô Đình Nhu giúp sức bằng cách tung mật vụ vào từng thôn xóm, phái các đội cảnh sát đi bắt tất cả những ai mà chúng nghi là thân nhân Việt Cộng. Cho tố cộng bày ra khắp nơi Ai lên án cộng sản sẽ được sống yên ổn Diệm còn công bố Một đạo luật khắc nghiệt Hợp pháp hóa các trại tập trung Để ông ta có quyền nốt người Tra tấn, giam giữ vô thời hạn Miễn là trong hồ sơ của họ Có ghi phần tử nguy hiểm cho nhà nước Tất cả các gia đình Có người thân đi tập kết Hoặc liên quan với phía bên kia Đều phải treo trước cửa nhà tấm biển đen Ghi bốn chữ Gia đình cộng sản để cấm mọi người lui tới. Theo đạo luật 10 năm 9, Ngô Đình Diệm lê máy chém đi khắp nơi. Tại đây, Diệm thiết lập toán quân sự đặc biệt và viên tránh án chỉ ở cấp thiếu tá, trung tá. Dựa vào những nhân chứng của hai viên chức hoặc hai quân nhân, ai dám bảo những người đó đưa ra dẫn chứng đúng sự thật, không dựa trên thủ hàn riêng. Là đủ thẩm quyền tuyên bố xử tội phạm và bản án được thi hành ngay tức khắc danh sách những người bị lên máy chém ngày một dài thêm miền nam chìm ngập trong tiếng thàn khóc oán hờn đa số người dân miền nam và ngay nguyễn hữu hạnh cũng không đồng tình với kiểu tàn sát đẫm máu này diệm thủ cộng sản đến tận xương tủy giết cộng sản không ghê tay với khẩu hiệu thà giết oan chứ không để một tay cộng sản nào trốn thoát ông ta cai trị bằng khủng bố tàn sát tất cả những gì ông ta trưng ra trước dân chúng khi ông ta mới lên cầm quyền chỉ là đóng kịch, là giả tạo thôi. Trong những ngày du học ở Mỹ, Nguyễn Hữu Hạnh được nghe người Mỹ kể nhiều về Diệm. Ngô Đình Diệm sống lưu vong ở Mỹ từ năm 1950 đến 1954. Diệm tôn thờ người cha đỡ đầu, một giáo chủ áo đỏ, nổi tiếng là chống cộng của Nhật và độc địa, có tên là Speckman. Người cha tinh thần đưa đứa con mình, trầu trực ở nhiều cửa và cuối cùng diệm được lọt vào mắt xanh của anh em nhà dalet dalet anh làm bộ trưởng bộ ngoại giao còn dalet em làm giám đốc của tình báo người mỹ đang cần một lá bài để thay thế bảo đại nên diệm được nhóm vận động hành lang về việt nam của vũ giáo chủ Spetman cũng bỏ tiền riêng thuê các hãng truyền hình quảng cáo hình ảnh diệm với công chúng mỹ để tranh thủ sự đồng tình khi thời cơ đến cho đứa con tinh thần của ông ta. Kết quả là Diệm đã lên làm tổng thống, đánh bại đối thủ bảo đại. Người chỉ chiếm vẻn vẹn, vẹn 1,4% số phiếu bầu. Lên cầm quyền, Diệm muốn được lòng dân với cái vỏ bề ngoài dân tộc, với lối tuyên truyền lừa bịp, với thủ đoạn khôn khéo, với mọi lời nói hoa mỹ, với những cải cách chủ yếu nhằm vào tâm lý, ghét pháp của nhân dân. Và cuối cùng, với những chiến thắng dẹp yên loạn lạc các giáo phái mà công lao chính thuộc về ông Sương Văn Minh. Giờ đây, sau khi đã thâu tóm mọi quyền lực trong tay, Diệm đã lộ nguyên hình là một tên vua độc tài, độc đoán, hiếu sát. Diệm đã cho giết người bằng thủ đoạn mọi hình thức dã man nhất của thời kỳ Trung Cổ, như treo cổ, cắt tiết, mổ bụng. Trong đá và cổ, vứt xuống sông để phi tang. Tất cả những việc làm này đều do Ngô Đình Nhu em của diệm chỉ đạo trong bóng tối kín đáo thông thường tức nước phải vỡ bờ nguyễn hữu hạnh linh cảm thấy sẽ có một điều gì đó sắp xảy ra đối với ngô đình diệm từ hai phía dân chúng và người mỹ người dân miền nam ít nhiều đều căm phẫn đều chống đối chế độ hiện hành đã có người so sánh lực lượng nhân dân miền nam giống như một khối thuốc nổ cực mạnh rất dễ bùng nổ nếu ai đó châm ngòi chống rượu chính phủ Mỹ cũng muốn được cũng muốn tước bớt quyền lực của Ngô Đình Diệm người mà họ đánh giá là chưa thực lòng theo Mỹ đó là chưa kể đến lực lượng quân sự của đối phương ngày một mạnh lên nhất là từ sau phong trào đồng khởi Bến Tre năm 1959 quả nhiên vào buổi sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960 Nguyễn Hữu Hạnh nhận được tin Nguyễn Chánh Thi và Vương Văn Đông làm đảo chính nhằm lật đổ chính quyền ngô đình diệm thi là tư lệnh liên đoàn dù và đông là phó của ông ta do tạo được thế bất ngờ nên quân dù của thi gần như sắp làm chủ dinh độc lập và nguy cơ diệm bị bắt bị phế truất khỏi cương vị tổng thống đang ở trong tầm tay thì bỗng nhiên nguyễn chánh thi dừng lại ở trước ngưỡng cửa của thắng lợi lúc đó nguyễn hữu hạnh không dám nói ra nhưng trong thâm tâm đã phê phán thi dạ thì không biết cách cầm quân. Ở ờ, vào thời điểm mà kẻ địch hoang mang, tại sao Nguyễn Tránh Thi không dấn thêm một bước nữa? Tại sao Thi lại lùi bước? Nếu không cướp được máy bay DC-3 của không quân, bay trốn sang Nông Bình, liệu Thi có tránh khỏi bị sự bắn không? Nhưng trên thực tế, những ai am hiểu thời cuộc lúc đó đều hiểu là Mỹ chưa muốn lật diệm vì chưa tìm ra người thay thế. Dùng thi đông để dọa diệm để gây sức ép buộc tổng thống đương thời phải mở rộng thành phần chính phủ quốc gia cho những người chống cộng người mỹ không đi quá đà nhận thấy đòn do nguyễn chánh đi tung ra đã đủ mức độ để cảnh cáo ngô đình diệm mỹ buộc thi phải dừng lại và máy bay chở nguyễn chánh thi và vương văn đông di tản kèm theo tấm ngân phiếu trả tù lao cho hai người này nhiều tới mức đủ và nuôi cả gia đình sống phong lưu tới trọn đời vai trò ảo thuật đứng sau hậu trường để giật điều khiển Nguyễn Tránh Thi và Vương Văn Đông làm đảo chính. Người Mỹ đã đạt được mục đích truyền cho Diệm một lời nhắn nhủ Nếu không tuân lệnh của người Mỹ thì hãy coi chừng tính mạng và ghế tổng thống đang nằm trong tay người Mỹ. Năm 1962, Nguyễn Yêu Hạnh lại có dịp sang Mỹ lần thứ hai. Lần này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ được cử có hai người nên việc tuyển chọn khá kỹ lưỡng nhờ sự bảo lãnh của tướng dương văn minh và có cương vị là trưởng phòng 2 phòng tình báo của bộ tư lệnh hành quân nên hạnh có tên trong danh sách anh tới bang midilan theo học quá tình báo chiến thuật chiến lược và phản gián tại forlabert trong một lần đi tham quan của tình báo trung ương anh chú ý đến một chi tiết trên sơ đồ tổ chức của cia có một cơ quan nào đó không ghi tên nhiệm vụ số người trong biên chế ngân sách được đài thọ mỗi năm hạnh tò mò thuyết trình viên là một nhân viên cao cấp giải thích bằng động tác lật ngược cái ly để ở trên bàn anh ta nói cho hạnh biết đó là tổ chức lật đổ thông thường nhà trắng lầu năm góc hoặc bộ ngoại giao muốn lật đổ một chính phủ hoặc ám sát người cầm đầu ở một nước nào đó sẽ được đích thân tổng thống hoa kỳ chấp thuận và giao cho cia thực hiện trong các âm mưu như vậy ca được toàn quyền tuyển lựa người với mức chi tiêu không hạn chế ca có thể tạo ra vụ rời máy bay đắm tàu hoặc bỏ thuốc độc bắn lén ca cũng có quyền tạo ra mọi chiến dịch để vô hiệu hóa một thủ lĩnh nào đó bằng cách vu cáo bôi nhọ thanh danh về chuyện cờ bạc buôn lậu ma túy hoặc bồ bịch lăng nhăng ngay chuyện hạnh mới vỡ lẽ anh nghĩ tới Nguyễn Tránh Thi Không biết các tổ chức này của CIA Đã tốn bao nhiêu thời gian Người và đô la Cho hành động đảo chính này Các bạn vừa nghe xong phần 1 Tiểu thuyết tình báo Của tác giả nhà văn Nguyễn Trần Thiết Viên chuẩn tướng Chuyện tình báo xin cảm ơn các bạn Đã quan tâm theo dõi Nếu thấy hay các bạn hãy bấm like Share và để lại một bình luận để động viên chuyện tình báo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình 20 giờ tối ngày mai.